xã Thanh Đa rồi mình về ha. Cư xá cũng rất là cũ, rất là lâu năm. Bây giờ cư xá trường cao đẳng giao thông vận tải, bên đây là cái bến huấn luyện thuyền trưởng. Hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một dọc cái đường Bình Quế. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận nhất, đi về quận nhất. Lúc nãy mình đi cái bến đò thì ra lên bờ, xong nếu mình quẹo phải thì sẽ đi về hướng quận nhất nè, còn quẹo trái thì mình đi về cuối đường Bình Quế, với những cái nhà hàng, quán ăn rồi những cái phòng trọ, phòng nghỉ, nhà nghỉ. Hồi nãy chúng ta đi qua phà, qua đò, và qua đây thì chúng ta đi ngang quẹo phải nè, quẹo phải mình đi về quận nhất. Sẵn trên đường về mình gửi các anh chị bạn những cái hình ảnh Sài Gòn. Mưa rất là mát mẻ, mát để các anh chị các bạn đi tắm mưa luôn. Ở đây chúng ta nhìn chung thì bà con mình nói chung là do ngày nay là chủ nhật mà trời mưa nên mình thấy cái đường hơi vắng. Nhớ ngày xưa khi còn đi học em hay ra đây lắm, ở đây câu cá, ngoài đây có hồ câu cá. Đi không nói câu cá với anh chị bạn nghĩ là hướng khác là chết luôn. Ở đây ngoài việc câu cá thì các cặp tình nhân cũng ra đây bày tỏ tâm sự. Ngày xưa nổi tiếng, khu Thanh Đa nổi tiếng video nóng bỏng. Bây giờ ở Sài Gòn mà đi đâu mà bị mắc mưa là nói chung là hơi vất vả tí. Ở khu vực này có cái quán gà nướng cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà nó bảy đực. Không biết các anh chị bạn có ai ở cùng ghé quán bảy đực nha, xin comment nha. Lâu lâu lắm rồi em không có vô quán bảy đực, không biết bây giờ thế nào. Hồi xưa quán Quang Sơn ở trong cái vườn dừa rất là tạm bợ, nhưng bây giờ chắc có lẽ họ đầu tư lại. Đây có quán phong cua nè, cây sứ, quán phong cua. Phong cua nổi tiếng, phong cua thì nổi tiếng quán món cua. Còn giá cả thì rất là nhiều giá, chúng ta không có biết được thế nào là mắc, thế nào là rẻ, nhưng mà cảm thấy nó ngon là được. Bởi vì những cái sản phẩm cua, ghẹ, hải sản rất là nhiều giá, loại 1, loại 2, loại 3 các kiểu, nhưng mà mình cũng không biết người ta bán loại gì. Nhưng mà trong phong cua thì cảm thấy ngon, chất lượng.
chơi một chuyến Bình Triệu Thủ Đức Bình Thạnh, và bất chợt đón nhận cơn mưa rất là mát mẻ. À, nước cũng rất là cũ, rất là lâu năm. Hôm nào thì em sẽ thực hiện cái video clip đi bộ lang thang vòng vòng ở khu này để bà con mình cùng nhìn lại cho nó rõ hơn. Khoảng hướng này mình sẽ ra bờ sông quán Ba Hào, bên tay phải quán Ba Hào. Ra bờ sông cũng có đường để đi vòng qua bên cây cầu Thanh Đa, cầu mới xây. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi vòng qua cái cư xá đi. Chiều mưa, chiều chủ nhật.
bến huấn luyện thuyền trưởng. Đây nó cà phê cặp bờ sông ngồi mát nè. Cái khúc ở giữa cầu chứ không phải ở khúc này. Bây giờ
cây cầu này họ cũng quy hoạch lại và có cái đường đi cho người đi bộ nằm ở giữa, hai giữa có cái cầu thang đi lên và đi một đoạn thôi, không có đi dài như ngày xưa từ đầu bên đây qua đầu bên kia nữa. Ta thấy ngay chỗ này nè, chỗ này có cái lối cho người đi bộ nè, bắt đầu từ đây đi qua bên kia thôi, một cái đoạn nhỏ ở giữa cầu thôi chứ không có từ cái dốc cầu như ngày xưa nữa. Rất là hay nha. Để cho mặt cầu rộng hơn và thoáng hơn, chúng ta xuống cái cầu bên tay phải nè. Rồi, đây thì nói lời chia tay với các vị các bạn trong cái hành trình đi Sài Gòn mưa trong cái khu cư Thanh Đa. Chúc các bạn thì chúc các chị